Tập 6. Nghĩa môn. Lục Tranh, ngươi giữ chữ tín thật đấy. Đưa lệnh bài cho ta, ta gạch bỏ nó. Ngươi không xứng. Đại nhân. Tạ Khanh Nhiên. Không ngờ công tử Lục Tranh của chỉ huy sứ nha môn trấn phủ Tiên lại là kẻ phản nghịch. Một kẻ phản nghịch che giấu rất kỹ. Nhận tội đi. Nhận tội cho ta. Lục Tranh, dù gì cũng là đồng liêu, các huynh đệ không nở ra tay, ngươi cứ nhận đi. Bọn ta còn rảnh tay đi xử lý hậu sự cho Tạ Khanh Nhiên. Dương huynh, nha môn trấn phủ Ti xuất hiện địch tặc thế này, làm sao chúng ta có thể ngẩng đầu với bên ngoài nữa đây? Đại nhân, 50 gậy đánh thật nặng. Đại nhân. Công tử phạm sai lầm, cùng tội với dân thường. Chỉ sợ có người khô môi múa mép sau lưng nói chúng ta lạm dụng tư hình, tra tấn bức cung, còn minh quan cho Lục Tổng Kỳ nữa. Cầm lấy, mỗi người một gậy. Đánh đi. Đánh mạnh vào. 3 4 5. Điểm chỉ. Đại nhân, Lục Tranh về rồi. Ta biết. Tạ Khanh Nhiên chết rồi. Cấp cho gia quyến của Tạ Khanh Nhiên một khoản tiền an ủi. Đi đi. Ta đã giết Lý Đông Phương. Khóa Ngư Minh vẫn đang trong tay Lý Dụ.
Đông Phương. Ngươi chưa chết à? Đúng vậy, ta đây. Giết ta đi. Ngươi tự trốn thoát. Mau. Cố chịu nhé. Đại nhân, đại nhân. Đại nhân, đại nhân. Được, đi đi. Đứng lại. Thôi thống lĩnh, mở ra xem. Trên bản này viết gì vậy? Bè cánh nghịch phản đảng thôi. Con trai của chỉ huy sứ là Lục Canh, chính là kẻ phản nghịch. Thói đời loạn quá đi mất. Không ngờ hắn lại là kẻ phản nghịch. Đi thôi, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Trấn Phủ Ti. Cơm thịt cuộn đây. Cơm cuộn chay đây. Cơm cuộn rau đây. Cơm cuộn trứng đây. Cơm cuộn rau đây. Cơm cuộn thịt đây. Còn cả cơm cuộn đường đây. Cơm cuộn thịt. Có ngay, có ngay. Nghe nói gì chưa? Người đó cũng chỉ xử trong mấy hôm thôi. Cha ai cũng vô ích. Sắp phải chết rồi, cũng không thấy cha hắn lo lót cho hắn. Cha hắn ru rú trong nhà mấy ngày rồi. Bây giờ chẳng phải chuyện lớn chuyện nhỏ nha môn, đều do thiên sự đại nhân quyết định sao? Thưa ngài, được rồi ạ. Cút đi. Thưa ngài, bây giờ ta thực sự không đi được. Ta hỏi một chút, Tạ Khanh Nhiên, Tạ Tiểu Kỳ có đây không ạ? Chết rồi. Bây giờ người đã bốc mùi ở giếng trời rồi đấy. Tạ Khanh Nhiên chính là bài học của ngươi. Sống thì bị chèn ép, chết rồi chỉ là cái xác thối. Đây chính là kết cục khi đi theo Lục Canh. Đi đi, đi đi.
Cô tỉnh rồi. Cô không sao chứ? Người đã cứu ta à? Đi đâu thế? Ta không thể nhìn huynh ấy phơi thay ngoài đồng quan. Cô biết ta tốn bao nhiêu công sức mới cứu được cô về không? Ngươi tưởng rằng ngươi cứu được ta thì ta sẽ cảm kích ngươi sao? Bây giờ trong lòng ta không có cảm kích, chỉ có căm hận. Ta cứu cô hận ta. Ta cầm đau đâm chết cô lại thành người tốt. Đây là lý lẽ quái quỷ gì thế? Ta nói cho cô biết, giết cô sẽ chỉ khiến ta trở thành tội phạm giết người. Hơn nữa suốt ngày lo lắng hoang mang. Được rồi. Ta nói thật với cô vậy. Vốn dĩ hắn không cho ta nói với cô. Nhưng cô nghe kỹ đây. Lý Đông Phương chưa chết. Ta tận mắt trông thấy hắn bị ám hại. Trong nhà bất thu có kẻ phản bội. Bây giờ hắn không tin ai hết, bao gồm cả cô. Người có ý gì? Bây giờ ta là cấp trên của cô. Ta liên lạc một chiều với Lý Đông Phương. Huynh ấy không tin ta mà tin ngươi ư? Ta là một nhân vật nhỏ, không kết bè kết đảng. Lúc này là đáng tin nhất. Vì sao ta phải tin ngươi? Ngươi có bằng chứng gì? Tin hay không phải xem bản thân cô chọn thế nào. Nếu cô chọn tin hắn đã chết, vậy bây giờ hắn đang nằm trong đống lá khô ở núi Quan Ấn, thối rữa bốc mùi. Nếu cô tin hắn còn sống thì bây giờ hắn đang nấp trong chỗ tối, tìm kẻ phản bội đã ám hại hắn. Con người muốn sống phải chọn tin tưởng điều gì đó. Cô nói có phải không? Cô cứ theo ta vào thành dưỡng thương. Ta sẽ đến nha môn Trấn Phủ Ti nhậm chức. Ngươi mà đi nhậm chức á? Thực ra hôm đó ở núi Quan Ấn, người phải chết là ta. Vì sao Cẩm Y Vệ Tạ Khanh Nhiên kia lại đỡ đau cho ta? Ta nghĩ sao cũng không hiểu. Vụ làm ăn này tính thế nào huynh ấy cũng lỗ. Một tiểu kỳ, một tháng 35 cân lương thực. Mà hai sức giải này bằng bổng lộc một tháng của huynh ấy. Vì sao huynh ấy lại liều mạng như thế? Bây giờ xác huynh ấy
đang nằm trong nha môn Trấn Phủ Ti bốc mùi. Mà đồng liêu của huynh ấy, không một ai giúp huynh ấy lo liệu hậu sự. Rốt cuộc vì sao huynh ấy lại cứu ta? Vì ta có thể cứu Lục Canh ư? Nhưng ta là một kẻ lừa đảo, là một kẻ cắp. Vì sao huynh ấy lại tin ta? Đời này ta chưa bao giờ gặp người như thế. Thế nên ta rất muốn biết là vì sao. Ta đã đồng ý với huynh ấy sẽ đến nha môn Trấn Phủ Ti cứu Lục Tranh. Lý dụ này hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, xưa nay không hề nợ ơn người khác. Với huynh ấy, càng phải nói được, làm được. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân. Tổng kỳ Dương Sáng tham kiến Bách Bộ đại nhân. Dương tổng kỳ, lâu rồi không gặp. Lý Dụ, ngươi chán sống rồi phải không? Ngươi dám trêu đùa bản quan, ngươi có biết lừa dối quan tước sẽ mất đầu không? Vậy xin đại nhân giơ cao đánh khẽ. Nói đi, chuyện này giải quyết thế nào? Cộng thêm lần trước nợ ta 100 lượng. Ngươi đánh mạnh thật đấy. Được, chỗ ta cũng có một thứ. Ngươi xem, ngươi muốn mua không? Thứ gì? Tai ngươi. Khốn kiếp. Lý Dụ, ngươi thật to gan. Ngươi định tạo phản à? Ngươi dám động vào cảm ý vậy à? Giết một tổng kỳ chẳng đáng là gì. Thêm sự chúng ta cũng đã giết rồi. Ngươi, ngươi đúng là kẻ phản nghịch à? Chẳng phải ngươi có bằng chứng sao? Lý đại nhân, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, ngài tha cho tiểu nhân đi. Ngươi định bỏ ra bao nhiêu tiền để mua tay ngươi? 100 lượng. 100 lượng. 100 lượng. Vậy chúng ta thanh toán xong rồi. Thanh toán xong rồi, thanh toán xong rồi. Lý đại nhân, vậy tiểu nhân xin đi trước, không quấy rầy ngài nữa. Đứng lại. Ngươi định bỏ ra bao nhiêu tiền để mua tay ngươi? Vẫn còn một cái tay nữa. Trấn Phủ Ti. Lý đại nhân khách sáo rồi. Người còn chưa đến, quà đã đến trước. Đây không phải quà, là lễ phép. Bái kiến chỉ huy sứ đại nhân.
Vị này chính là Lý Đông Phương. Bách hộ được điều từ phía Bắc đến à? Được. Hôm nay Lý Đông Phương nói đến phủ nha nhậm chức. Hai người đã quen rồi sao? Dạ. Lý Đông Phương, lặn lội đường xa cực nhọc, vất vả rồi. Ngươi bị thương rồi sao? Bẩm đại nhân, máu này là của Tạ Khanh Nhiên, Tạ Tiểu Kỳ ạ. Dọc đường tí chức, bất ngờ gặp mật thám giả bất thua của Yến Dương, ít khó địch được nhiều. May nhờ Tạ Tiểu Kỳ ra tay cứu giúp mới có thể rút lui an toàn. Nhưng Tạ Tiểu Kỳ đã bị giả bất thu giết, hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Tiêu chức có một thắc mắc. Lý Đông Phương, ngươi nói Tạ Khanh Nhiên bị giả bất thu giết sao? Tiêu chức tận mắt chứng kiến. Ngươi mới đến kinh thành, có lẽ vẫn chưa nắm rõ một vài chuyện. Tổng kỳ của nha môn Lục Canh đã ký tên điểm chỉ, thừa nhận là hắn giết Tạ Khanh Nhiên và Dương Khắc Cung từ lâu. Dương Khắc Cung cũng là bị giả bất thu giết. Giả bất thu tước đao của Lục Tổng Kỳ giết Dương Khắc Cung, chuyện này cũng là Tiêu chức tận mắt chứng kiến. Ngươi vừa được điều đến từ phía Bắc kinh thành, còn chưa đi báo cáo mà đã chạy đến phủ Dương Khắc Cung, làm gì vậy? Thì chỉ cánh giác một mật lệnh, bảo vệ Dương Khắc Cung Dương đại nhân, truy bắt giả bất thu. Lúc ở Dương phủ Khắc Cung, Lục Canh thấy Tiêu chức giao đấu với giả bất thu mới rút đao giúp đỡ. Hai người bọn ta nhờ thế mà biết nhau. Tiêu chức đã quyết định đứng ra thì chưa từng nghĩ đến chuyện rút lui an toàn. Tiêu chức sẵn lòng làm chứng cho Lục Canh, rối sạch oan khuất cho huynh ấy. Còn chuyện tại sao Lục Canh lại nhận tội mình chưa từng phạm phải, thì liệu có tồn tại chuyện ra tấn bức cung ép phải nhận tội không? Tiêu chức phải dâng tấu xin ý chỉ của thánh thượng. Nếu ai muốn mượn dụ bè lũ phản nghịch để du quan giá họa, đi lại lối mòn của thời Hồng Vũ, thì Tiêu chức nghĩ thánh thượng sẽ không đồng ý, người thiên hạ lại càng không đồng ý. Tiêu chức vừa từ phía Bắc tới, nói chuyện không biết dòng do. Nếu đắc tội, xin chư vị đại nhân lượng thứ. Không sao. Ngươi vừa bảo có người muốn đi lại lối mòn của thời Hồng Vũ. Chỉ huy sứ đại nhân, ngài phân tích dùm chút, lối đó là lối gì cơ? Về vụ của Lục Canh, thánh thượng đã có quyết định. Lục Canh là con nuôi ta, ta có tội dạy dỗ chưa tới nơi tới chốn. Lát nữa ta sẽ lên điện nhận tội. Quan ân bao la, thánh thượng ban cho Lục Canh một sợi dây cung. Giờ hợi ba khắc đêm nay, lệnh cho Lục Canh đến nha môn trấn phủ ti chịu chết. Tạ Khanh Nhiên, ta đã làm hết mọi việc nên làm lẫn không nên rồi. Đến cha của Lục Canh vẫn không giúp hắn, ta cũng hết cách. Cho ta và con trai ta được yên tĩnh chút được không? Chỉ huy sứ đại nhân anh minh. Lý Đông Phương, lên đây nói chuyện. Ngươi giúp con trai ta như vậy, ta nên cảm ơn ngươi nhỉ? Đại nhân đừng nói thế. Nói đi, ngươi muốn gì? Nói đi. Thật không dám giấu, Tri chức được Tạ Khanh Nhiên nhờ giả. Tri chức đã nhận lời hắn, phải cứu bằng được người bạn chí cốt của hắn là Lục Canh. Thánh thượng muốn giết Lục Canh, chỉ có viên đại nhân của điện Văn Hoa mới cứu nổi nó. Ta sẽ vào cung ngay, đi nhờ viên đại nhân xin sỏ giúp Lục Canh. Có điều là e không còn nhiều thời gian nữa. Còn bao nhiêu thời gian? Ít nhất 2 canh giờ.
Đa tạ đại nhân. Ta nên cảm ơn người. Điện văn qua, giờ hợi hay khắc, giờ hợi hay khắc. Giờ hợi hay khắc. Lát nữa ai ra tay? Mã Hàng, ngươi đi. Đại nhân, các huynh đệ đều biết, hãy ai ra tay thì người đó sẽ gây hiềm khích với chỉ huy sứ. Xin đại nhân chịu cho con đường sống. Lý Đông Phương, ngươi lại đến đây làm gì? Ty chức đã điều tra rõ, quả thực Lục Tranh có thông đồng với bè lũ phản nghịch. Hắn lừa ta khổ sở quá. Chỉ vỏn vẹn mấy canh giờ mà ngươi đã điều tra ra hết chân tướng. Các huynh đệ tìm kiếm bấy lâu nay cũng lợi hại nhỉ. Điều nhờ Tổng Kỳ Dương Sáng chỉ điểm. Ty chức mới đến kinh thành là nước là cái, đầu óc có hơi mụ mị. Xin thêm đại nhân thứ tội. Bẩm thêm sự đại nhân, Ty chức đã trình bày đầu đuôi của vụ án Lục Tranh với Bách Hộ đại nhân. Trước đây Lý đại nhân là người trong cuộc nên u mê, giờ đứng ngoài cuộc thì sáng tỏ rồi. Ty chức muốn đích thân tiễn Lục Tranh đi, mong thêm sự đại nhân cho một cơ hội để Lý Đông Phương thể hiện lòng trung thành. Bước đi này tuyệt lắm, hay ta làm cho xong việc. Chặng đường phía sau ta dắt ngươi đi. Đa tạ đại nhân. Giờ hợi ba khắc. Ra tay đi. Đại nhân, còn chưa đến giờ hợi ba khắc, Ty chức xin đại nhân ban cho Lục Tranh bữa cơm cuối cùng. Người xưa nói ăn no rồi mới ra đi thanh thản. Nói gì thì nói, Lục Tranh cũng từng là huynh đệ một nhà. Đại nhân, chỉ huy sứ đại nhân, thôi ngài cứ về đi, ý của thánh thượng đã rõ lắm rồi. Dương công công, niệm chút tình nghĩa trước đây, xin nhờ ngài thông báo thêm lần nữa. Chúc mừng Lục đại nhân, vụ án của ngài khép lại rồi. Là ngươi.
Nhìn ngươi kìa. Chỉ có nghe ta mới có thể thoát ra ngoài. Ăn đi. Ăn từ từ thôi. Ngươi mà nghẹn chết, cấp trên trách tội, ta không gánh nổi đâu. Đại nhân, ngài vẫn nên về đi. Không phải ta không giúp ngài, ta cũng không có cách nào. Vậy thì phiền ngài thông báo lần nữa. Cứ nói Lục Vũ Lâm có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Chuyện liên quan đến một vụ án cũ, ngày 25 tháng 4 năm Hồng Vũ thứ 25. Lục Vũ Lâm, ngươi đã biết tội chưa? Thần biết tội. Nếu thần biết vụ án cũ ngày 25 tháng 4 năm Hồng Vũ thứ 25 là khi quân lừa dối, mượn cớ cầu xin, là khi quân phạm thượng, vậy ngươi phạm phải điều nào? Thần biết. Chuyện quá khứ, lại muốn cầu xin cho con trai. Ngươi muốn dùng vụ án cũ của tiền triều để đổi lấy tính mạng của con trai ngươi. Ngươi muốn giao dịch với thánh thượng. Thần không dám. Giờ hợi hai khắc. Chẳng phải giờ hợi hai khắc vừa mới gõ sao? Sao vẫn là giờ hợi hai khắc? Đây là gõ canh giờ nào vậy? Tỳ chức biết đạo lý quân thần cha con. Lục Tranh có thể chết vì thánh thượng là may mắn của Lục Vũ Lâm ta. Nhưng mà nếu cái chết của Lục Tranh bất lợi cho thánh thượng, thì thần chết muôn lần cũng khó chối tội này. Năm Hồng Vũ, không chỉ có mình ngươi làm việc ở chiếu ngục Dương Khắc Cung, chính là bài học của ngươi. Nào, nói cho thánh thượng xem, ngươi còn có lời gì nữa? Thần biết tung tích mật văn của Khóa Ngư Minh. Lục Tranh là con trai của tội thần Tống Hạc Minh, tên ban đầu là Tống Chân. Buổi tối 10 năm trước, Lục Tranh cũng ở trong chiếu ngục. Thần nhất thời không đành lòng nên đã cứu thằng bé này, nhưng sau đó lại sợ rước họa vào thân, nên 10 năm vẫn giữ bí mật này không dám nói cho bất kỳ ai. Thánh thượng, biết mà không báo, dưới chấp gia quyến của tội thần, đâu phải là ngươi không dám? Rõ ràng là ngươi ăn gan hùm mật báo. Nếu khi đó ngươi báo lên, thánh thượng cũng không cần chờ tới 10 năm sau mới biết đến sự tồn tại của Khóa Ngư Minh. Tội thần đáng muôn chết. Ngươi biết vụ án cũ 10 năm trước, Tống Hạc Minh, Dương Khắc Cung này đã không còn nữa. Lục Tranh là manh mối duy nhất. Lục Tranh biết mật văn Khóa Ngư Minh sao? Thần to gan,
xin thánh thượng gọi Lục Canh vào điện. Khóa Ngư Minh xuất hiện, thằng bé ấy nhất định sẽ có ích cho thánh thượng. Xin thánh thượng khai ân, tha mạng cho nó một lần, để nó cống hiến cho thánh thượng. Xin hãy cho nó một cơ hội. Giết hắn đi. Còn về Ti Chức, tội đáng chết muôn lần. Xin thánh thượng ban cái chết. Có chỉ dụ.